Mua vé máy bay trực tiếp cùng các hãng bay ít được hỗ trợ khi gặp sự cố. Với hình thức này bạn có thể trực tiếp đến các quầy vé của hãng tại sân bay để mua vé. Mua vé trực tuyến qua website của các hãng bay, quy trình này yêu cầu bạn phải là người khá thành thạo về công nghệ thông tin, giao dịch thanh toán trực tuyến. Hình thức đặt vé. Trực tiếp quý khách phải mất thời gian đến tận các quầy sân bay đặt vé. Hành khách đặt vé trực tuyến tại trang hãng khó có thể so sánh giá vé trực tiếp với các hãng khác trên thị trường. Hình thức thanh toán. Thanh toán trực tiếp tại các quầy vé tại sân bay. Thanh toán trực tuyến qua hệ thống. Giá vé. Rất nhiều hành khách quan niệm rằng mua vé máy bay trên hãng bay sẽ rẻ hơn so với các đại lý, nhưng thật ra không có sự chênh lệch nhiều về giá vé. Bên cạnh đó, nếu bạn đặt vé cũng hãng bay sẽ rất khó khăn khi bạn cần thay đổi hay điều chỉnh gì đó. Đôi khi nhiều hành khách còn có thể mất thêm những khoản phí xuất vé tại sân bay hay book vé trực tuyến. Thay đổi thông tin trên chuyến bay không được hỗ trợ nhiều. Hình thức nhận vé Không được giao vé tại nhà, chỉ nhận cốt vé điện tử. Dịch vụ hỗ trợ Hành khách không được hỗ trợ tư vấn chọn các hành trình phù hợp nhất, tư vấn về hành lý, nối chuyến. Khi đặt vé trực tiếp cùng hãng bay bạn sẽ mất nhiều thời gian đến sân bay. Khi đặt vé trực tuyến nếu không thành thạo bạn phải tốn nhiều thời gian chọn chuyến bay và thanh toán. Nếu như gặp trục trặc thì bạn đã thanh toán mà lại chưa có vé số điện thoại của hãng rất bận bạn phải gọi cả tuần mới có người hỗ trợ nên đặt vé qua đại lý sẽ nhanh chóng và an toàn hơn